Xin chào các anh chị và các bạn. Đây là cái cây chùm ruột mới có 1 năm tuổi ạ. Tên quán của cô Châu. Mình lên đây mình xin. Mỗi cái mình ngửi rồi. Xin đái nè. Cái tái này á, mình đứng cũng có hồn ăn được luôn á. Mỏi quá chừng luôn. Cái này giống rụng. Trời trời sung rụng nha. Nó chín á. Ngọt. Ngọt quá. Hai ăn mình dục vậy. Ở chùm ruột có sao không ta? Không có mùi chạy không á. Ừ. Ăn qua. Ăn tại chay luôn nha mấy ơi. Để chùm cầm như chùm ăn á mới đã. Trời ơi, cái này cái này là chùm nè các bạn. Ồ. Táo. Táo chả luôn. Chùm vậy thòn luôn á. Ơi, nó như chùm nho vậy đó. Như nho xanh vậy á. Cái chùm mới dính chùm nó được không? Tái nó chùm cầm lên vô quan đi. Tái này bự, tính ra mấy cái trái này cũng xào ăn được hết rồi Phượng ơi. Nó bự quá chừng nè. Để con cho anh lật chùm luôn nha. Lật đi. Ấy. Ăn nữa, lặt là phải ăn nha. Đứa nào lặt nhiều cho ăn nhiều. Cho nó nhiều hay lặt nhiều nhất. Kìa nhánh bên kia nó kìa, quay dán bên kia nhánh bên nhiều. Đây nè. Nó rụng. Nó già. Nó già rồi nè, bên đây cũng già rồi. Nè các bạn ơi. Dài. Ôi nó rụng từ tái luôn. Mấy chị em ơi, cái giùm luôn ơi chú trong. Vậy hả? À, là, ý chú nói là ăn quả phải với kẻ thồng cây á. Ừ. Mà ông Lam ông tưới. Ai? Ông Lam. Tưới hàng ngày luôn phải không? Ông tưới hàng ngày luôn, ông tưới lúc 4 giờ sáng không à. 4 giờ sáng ông dậy ông nấu nước lèo hủ tiếu rồi xong rồi ông tưới luôn. Ông tưới bằng mua tưa hai ngựa. Ồ, tái bự chả à. Sao không trèo lên xung qua. Đứng dưới hé còn hết. Ồ, hé tốt rồi chú. Con cứ trèo anh Đại đi. Trèo anh Đại qua. Trèo anh Đại đi. Trèo anh Đại đi. Cây. Con trèo anh Đại đi. Cây chú. Có dây dịch kìa, không sợ. Cái cây nó bằng cái cùm tay à. Cái quá chừng cái luôn. Ở bên đó được ba chùm, được ba nhánh là có trái. Quằn quại luôn các bạn ơi. Đấy. Đây nè. Hai đứa bự đâu. Đây nè. Mấy giờ rồi con đi học em? Giờ mình vô mày làm món gì ăn ăn. Ngon quá. Ngon quá rồi. Ăn vô được rồi ba nhiệt quá chừng luôn rồi. Ai coi thành phẩm nè. Ngon quá chừng luôn. Đó. Đây là nước mắm đường. Mắm đường tiêu ớt. Ủa sao chả thấy. Thấy cái gỗ này mới là chảy nước miếng nè. Hai cái này hai cái này nhập lại không biết chảy gì vậy. Gỗ luôn các bạn. Đã quá. Trái này chín hết trơn luôn các bạn. Coi nè nó vàng chứ nó không có kiểu xanh nữa, nó vàng luôn. Nắng nắng luôn. Ủa chứ hôm nay Phượng. Cái bự nè, bự lắm nha không nha. Đây. Khỏi rửa. Thử để đắm mình luôn. Ăn dơ cho sống lâu. Đây giật lấy cái muỗng. Thấy là chảy nước miếng kìa. Tôi thấy mẹ ăn quá. Nó em mùi mắm cái đường nè. Nè. Động lên đi, ăn thử qua, ăn thử qua. Ôi ngon nghe, ăn quá hèm liền. Ôi. Để thôi để chú ăn chung, để chú ăn chung. Để kiếm cây tâm đi. Hơi hơi dập dập thôi hả?
không? Mấy cái bạch đâm không đã. Bạch đâm văn nước ra luôn kìa. Cái dừa này không có cứng. Đâm từng trái gì? Sao không? Tại đâm cái thanh heo lấy bạch đâm. Lấy cái bạch đi chứ. Lấy bạch dễ á. Đập 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 đập. Lấy bạch. Đây là ở trên quán của cô Châu. Tết thử thử đọc. Qua là ăn tài luôn mấy nhóm ăn. Thử coi, ăn là ăn xong ăn một phát là muốn ăn phát thứ hai. Đúng rồi nào. Rồi, vậy dễ nè. Ok, nó không bị bể, nó không bị văng nữa. Ừ. Chảy nước miếng. Nghe mùi á. Đã rồi, đã không qua. Thử ra nước miếng tự động chảy ra luôn á. Thiệt. Nghe xong mà Phượng muốn nghéo lại luôn à. Nghéo lại. Nào làm nước hả? Thấy miếng nó tuôn rồi các bạn ơi. Các bạn hả? Các bạn thấy cái này có tuôn nước miếng không? Chứ mình là mình thấy tuôn rồi đó. Ôi xin gì có cây tăm hả? Đây nè. À. Sẽ tăm lấy muỗng múc ăn cái lấy tăm sao mốt. Nữa không? Lê Anh ngủ không Thượng? Chừng nào đi học? 2:30. Hả? 2:30. Ủa, chủ nhật cũng học nữa hả? Học tiếng Anh, học cơm kích không Phượng? Ừ, ngày nào không học. Nghiệp quá vậy. Thứ hai. Nhớ hồi nhỏ mình đâu có đi học nhiều vậy đó ha. Này, vừa cay mà vừa thơm. Thơm mùi tiêu rồi. Vừa chua, vừa ngọt, vừa mặn. Ừ. Trang mắm đường. Nữa không? Nè. Làm hết gỗ rồi luôn nha. Tốt đâu quá. Đó, nguyên chùm. Hai Việt Nam chất lượng cao. Này quá anh ăn quá anh. Đây, Hiếu Anh sẽ là người test thử trước. Có cứu hộ cứu nạn gì không? Ăn chuột nước mắt á. Đưa đoạn chuột nước mắt á. Chuột nước mắt. Đưa đoạn chuột nước mắt á. Không, tại cắn tấm tiêu. Ngon quá. Hai thử hả? Nhiều tiêu đúng không? Ngon, ngon thiệt. Trời ơi, Dung thấy Hượng ăn, Dung chảy nước miếng luôn á. Ngon thiệt. Để Dung ăn với. Ngon quá à. Đúng không? Nó giống như cốc vậy ha. Cốc này. Mà ngon đúng không? Cốc ngon á. Đừng cho Dung ăn, đừng có Dung thèm quá. Thôi mình cứ ăn đi, còn ai quay kể người ta đi ha. Ngon. Nãy có sợ chua, mũi cùng không có chua. Đúng rồi, chua đâu. Đúng rồi. Chua chua mà nó cay cay luôn. Vừa cay ớt. Cô cho ơi. Ăn cô cho ơi. Ăn thử miếng luôn. Không có chua sao? Bà là nương miếng không phải à? Da gà nổi. Mời các bạn nha. Kiếm một cái cái nồi gạch dầm đây. Không chua. Ngon. Đúng rồi, đâu có chua đâu. Ngon. Cái này chua. Tại vì nó chua dập. Ngon quá. Chưa. Đã mà nói da gà luôn. Cái này nó ngon quá là mà nó được. Quá là dạng gì anh vô mắt hả?
cho những người lại không ăn thì mình đuổi nước mắt. Không thiệt. Rồi. Tháng nắng mà ăn cái này là bá cháy luôn á. Uống thêm nước lạnh nữa. Đá lạnh nha các bạn. Chiên cuốn mà cái này có ăn kèm gì không ta? Tại như là làm gỏi á. Không, xù lắm ăn hỏi đâu. Gỏi, gỏi chắc thôi, cái này ít thôi. Giống như gỏi mà phế đầu chứ chua anh mà. Nhưng mà phải ít. Cái nghe. Gọi rảo á. Quăng nước mũi nhẹ. Thôi, quăng không tỏ đâu. Ăn mà chua của mình nhưng mà không có muốn dừng lại. Chùm nè. Thơm hả? Ăn sống này nó bổ luôn á. Bổ hết rồi. Ở dưới đây không có chua, tại vì cái nước chua á đâm ra nó mất hiện luôn. Sao Phượng biết làm cái này hay vậy? Ai nghĩ thầy chấm đường đúng không? Không bánh bạn Phượng ơi ăn lặn mũ bốc thử đây trái rồi mắm ngon là nó đã ha bị cay rồi nhưng mà bị cay phải ăn hoài mà nó cay. Cá dữ vậy? Tưới không vậy? Tưới ngày nào cũng tưới, sáng mình cũng tưới. Sao bị dùng nói vậy? Cái giá xíu mà nhiều đấy không? Vì lần này ít tái hơn năm rồi phải không hai? Năm rồi mà có đáy hả? Được hả? Năm bà vô thấy cái dùng gỗ người ta có trái hai đợt hay gì á? Qua là mình cắt ớt. Chứ không? Không? Qua là mình cắt ớt. Qua có hay ghen không? Qua là mình cắt ớt. Chú Hùng bao giờ ăn chú Hùng ơi? Hùng ăn Hùng. Ừ. Ăn chú Hùng. Trời chú Hùng nãy giờ. Lạ lắm. Chú Hùng. Đây là thánh chùm ruột. Thì con ngày mai con đi luôn hả? Hay sao? Dạ. Con tối nay con đi gì ơi? Không thấy thực phẩm ăn không ngon vậy muốn làm sao chú chỉ rồi tụi con ăn nè ăn vậy mới ngon nè. Vậy coi chú Hùng nè đùm nào mà sai nhất á đó, ví dụ như đùm này nè rồi đó cái đùm này nè đó chú chỉ cho ăn rồi cái đáy rồi nè ăn nó đỏ rồi đừng có ăn cái đó ăn ăn cái ăn vậy nè ăn vậy nó mới ngon. Là nguyên đùm. Ôi. Không. Ngon 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 ngon. Đừng đụng á, đừng đụng, tụi con ăn tụi con đừng có nhả hột. Nuốt hột luôn. Đúng luôn à. Nuốt hột luôn nè. Đó. Ghê. Ăn dây nè mới hấp dẫn. Dùng nó ngoài miệng nó nước miếng kìa. Ôi. Giải nó miếng.
Thiệt luôn á. Ghê ghê ghê. Ghê vậy. Hảo hảo. Quay qua riêu dung này. Có bóp là đồ hôn hành là nhớ thắng, thắng chùm ruột luôn. Ừ. Nước 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 họng nha chú. Ừ, nước họng ngọt. Hấp bơi chùm ruột. Thở dưới nhà luôn, đụng đụng luôn á. Lên ốc luôn á. Cái gầm này nè, ai cho hết. Ăn đổ mồ hôi luôn kìa, nói vậy à, đổ mồ hôi không? Cái này người ta nói là cái giải pháp để tăng ở bụng á. À đúng rồi, bụng bự nè. Ăn nhiều vô chú. Ăn vô vậy tăng ở bụng. Thôi nói chơi chứ thôi được rồi chú ơi. À. Được rồi. Hồi nãy chú gồng lắm á. Ôi, ra là cái này là nhảy đủ luôn. Đảo thôi. Mà cái chùm rượu của cậu Hùng mang là cậu xanh luôn nha. Là nó rất là chua luôn chứ không phải nó chua. Nó trắng nữa. Xanh lè luôn. Xanh lè luôn, chua lè luôn á. Tào tháo gì chứ mà kêu số phận con lại. Ăn con táo cũng chết luôn á. Điều này mà con nhảy mũi con hát thì là hiểu rồi đó. Là chú chửi con phải không? Ờ chú đổ khô quá chừng luôn. Ở đây chú ăn cơm cho chú. Nè nè nè, cho chú miếng nước nè. Chiều nay tàu tháo cái cho khỏi đưa đá vô, đưa đá vô. Không đứng bé nữa khỏi mọi người. Cho nguyên combo luôn. Quẩn đâu quẩn cho thiết. Ê lấy tạm cửa. Ờ giải hướng bộ. Đây. Ủa ăn mới mấy đá không bắt buộc ghê luôn. Bụng tống nhanh vậy. Cái bộ thôi nói cho Hồng ăn cái khăn ngon quá hả. Vàng xuống rồi sao nó gãy cây. Cây nè. Ăn ta phải diễn cảm, ta diễn cảm rồi vô. Ả quá. Ả quá mà nhìn mặt không khổ. Càng lắm. Ngày nay muốn ăn mấy hả? Qua ăn chứ không nở luôn mà sao chứ không? Ăn nguyên chùm không? Rồi ăn nguyên chùm thì chết. Ê, muốn ăn không? Nói gà, để ăn gà không nói gà. Nếu đủ vô. Mở phượng có thể ăn. Ăn được những cái là dữ lắm. Ăn này ngon không? Đúng rồi, ăn cái này nó ngon. Không ngay. Ai mà muốn có công thức làm cái này là nên liên hệ với Phượng. Em không được. Em ăn nhiều bỏ nhiều tiêu. Mà nếu là không được không bỏ vô được nha. Đúng không? Đúng hả? Tiêu không ngon hả? Nói đó. Thổi hết một tiền. Cơm ở
ở đây tao bán bánh cơm mày. À, tao bán bánh cơm. Hàng ngày bữa tối là mày ăn chùm gương. Cái bụng mày có bánh cơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để mình có động lực làm những video tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.